luôn anh em nhá. Rồi hôm nay lên sóng cho các anh em mọi người cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Màu mỏ hot tốt. Đấy, nó không ngậm được mỏ luôn. Đấy, cho bác xem đầu mặt cũng rất là đẹp các bác nhá. Đấy, chân mỏ sáng màu. Đấy, em này thì thuần tương đối rồi, đuôi là vả đấu xòe các bác nhá. Đấy. Chim cũng khá là thuần rồi, khoảng 90%. Nói chung anh em xách tay thì không nhảy lắm nữa rồi. Đấy, treo lên là cũng rất là dễ chơi. Chim màu mỏ hot tốt nhá. Anh em nghe giọng này. Nó tuyệt vời luôn. Trời hôm nay nó âm u mưa mưa. Đấy. Nên là buổi chiều nay em sợ mưa nên chưa treo chim ra. Nhưng mà em này để trong nhà rất hot. Em thấy hot ác thì em mang quay clip cho anh em thẩm nhá. Các bác kết thì alo cho em. Đấy, để cho các bác nghe giọng hot cực kỳ hay luôn. Đấy, có thấy không? Đấy. Ra giọng đều luyến láy rất hay nhá. Thank you.
siêu mỏ luôn các bạn. Đấy, anh em kết thì alo cho em nhá. Xin dừng video tại đây.